Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng cải thề nha mọi người. Thì trong mô hình này thì quay cho các bạn xem là sẵn là trả lời cho các bạn một số câu hỏi các bạn đã bình luận trên kênh của mình á, là các bạn hỏi mình á là trồng cải thề là bao nhiêu ngày là mình mới thu hoạch được, cũng như là mình nên chọn cái giống gì để mà mình trồng cải thề cho nó đạt cái năng suất các bạn, cũng như là cái thời gian nào mà mình trồng mà nó thích hợp nhất để nó có cái năng suất nó cao nhất. Thì ở đây là mình làm cái video này các bạn là cho các bạn nào mà mới trồng thì các bạn có thể là tham khảo ha. Thì riêng về cái thời vụ các bạn thì cái cây cải thề này các bạn thì nó là trồng được là quanh năm nha mọi người ha, nhưng mà tốt nhất vẫn là cái mùa nắng nha các bạn ha. Cái mùa nắng thì nó sẽ là tốt tốt hơn, tại vì cái mùa nắng các bạn là nó không có bị nhiều bệnh, cũng như là cái giá cả của nó sẽ là cao hơn là cái tháng mưa. Cái tháng mưa các bạn coi vậy á, chứ mà mưa xuống rồi các bạn nó rất là dễ bị ngập úng, cũng như là rất là nhiều người trồng trồng được á, thành ra nó giá nó rẻ nữa các bạn. Thì đó là cái thời vụ là theo mình là mình sẽ trồng vào cái mùa nắng thì nó sẽ thích hợp hơn nha mọi người ha. Thì các bạn có thể là xem và tham khảo. Còn riêng về cái giống các bạn thì ở trên thị trường nó có rất là nhiều loại giống cải thìa, thì các bạn có thể là mua những cái loại giống mà người ta bán lạng á, ở ngoài tiệm vật tư nông nghiệp các bạn, hoặc là những cái nơi bán giống cây trồng á thì người ta sẽ bán lạng. Còn đối với những cái người bạn nào mà trồng mà sân thượng chơi các bạn thì các bạn có thể là chọn cái giống là Rado 77 nha mọi người ha, của rạng đông. Thì cái giống này á, thì một gói như vậy là khoảng là 20 gram thì các bạn có thể trồng được, và cái hiệu quả của nó rất là cao, và cái thời gian mà nó cho năng suất các bạn, cho thu hoạch được á, thì nó tầm khoảng là 30 ngày nha các bạn ha. Thì 30 ngày là tính là luôn cái ngày gieo các bạn, và đến cái ngày mà mình có thể là mình cắt mình bán được á, là 30 ngày. Còn đối với những cái người bạn nào mà gieo á, thì mình gieo là đâu khoảng là 1 tuần các bạn, rồi bắt đầu mình chiết ra mình trồng á các bạn. Các bạn chiết ra bạn trồng thì nó tầm khoảng là 22 ngày. Còn đối với những cái người bạn nào mà xài thuốc như là GA3 các bạn, rầu riếp các bạn, mà các bạn cộng với phân bón lá các bạn xịt đó, thì nó tầm khoảng là 17 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được là cải thề nha mọi người ha. Thì đó là cái thời gian mà của cây cải thề. Nhưng mà mình khuyên các bạn thì các bạn trồng đồ thì các bạn cũng hạn chế sử dụng GA3. Nếu mà sử dụng GA3 nhiều quá thì cái người tiêu dùng các bạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng các bạn. Tại vì khi mà sử dụng mà chất kích thích trên cây cải á, thì khi mà mình tiếp xúc mình dùng á, thì nó sẽ rất là có hại cho sức khỏe của mình. Đó là mình ở đây mình góp ý cho các bạn ha. Thì nó hơn nhau cũng không có bao nhiêu ngày các bạn, thì các bạn nên để tự nhiên ha, thì cây cải của mình nó sẽ phát triển tốt thôi. Còn hiện tại thì cái mô hình mình đang quay cho các bạn xem á, là cái trời nắng nha mọi người ha, nhìn nó héo nha nha mọi người, mình chưa có tưới nước, chiều là mình sẽ tưới nước thì nó sẽ tốt lại thôi. Tại vì mùa khô của mình nó là đang lúc cái mùa khô nắng rất là cao nha mọi người ha. Và giá cây cải thề mà mình chia sẻ cho các bạn cái thời điểm này thì nó cũng được là 7.000 rồi, giá nó cũng khá là ổn nha 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 mọi người ha. Còn những cái tháng mưa các bạn thì nó rất là rẻ luôn, có khi là không bán được luôn các bạn. Nó thì đó thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Còn trước kia bên kia nữa thì mình phóng to cho bạn xem, nó là mình đang trồng dàn mướp các bạn, dàn dây bò. Nó thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn trước đó một cái mô hình trồng mướp mà leo dây á, thì các bạn có thể là xem lại ha. Thì cũng như là bạn nào mà đang quan tâm về chủ đề làm vườn thì các bạn có thể là nhấn nút đăng ký kênh của mình ha, cũng như là nhấn nút like để mà cho mình có động lực á, mình chia sẻ cho các bạn những cái video khác nó hay hơn nha mọi người ha. Cũng như là các bạn có góp ý gì đó thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Tại vì á, cái ở đây á, là mình trồng theo cái cách riêng của mình á, thì có thể có nhiều anh chị cô chú á, thì người ta sẽ trồng hay hay hơn mình, tốt hơn mình, thì các anh các chị có thể là góp ý trong cái video này để mình cải thiện cho những cái video đó lần sau nó được tốt hơn. Thì đó là vậy ha. Thì đối với những người bạn sân vườn á, mà các bạn mua cái số lượng chọc các bạn trồng sân vườn các bạn trồng ít á, thì các bạn có thể là mua trên Shopee nha mọi người ha, Shopee hoặc là Lazada á, thì mình sẽ để một cái link cho các bạn mua ha. Thì cái giá thì nó cũng rất là rẻ thôi. Đối với cải thìa mà rạng đông các bạn là 20 gram như vậy thì nó tầm khoảng là từ 15 đến 20 ngàn thôi. Đó. Các bạn xem ha. Thì khoảng đó thôi các bạn, chứ không có hơn nữa. Tại vì nó rất là ít thôi. Đó, thì các bạn có thể trồng, có thể bạn sử dụng vào cái việc là
nấu canh hay hay gì đó thì nó rất là tốt. Còn đối với cái kỹ thuật của cây cải thìa này thì mình xin được chia sẻ sơ qua cho các bạn có thể là tham khảo ha. Thì ở đây là mình xịt, nếu mà chúng ta trồng cải thìa các bạn mà khi nó bị sâu á thì các bạn đừng có sử dụng thuốc quá hóa học nhiều, mà mình nên sử dụng thuốc sinh học. Ví dụ như nó bị bọ trĩ như rầy phấn trắng này nọ các bạn, rầy này đó đó, thì các bạn có thể sử dụng Waterdona. Đây là thuốc dịch tổ nha mọi người ha, nó là thuốc sinh sinh học á, thì các bạn cứ một tuần như vậy thì các bạn xịt cho nó. Thì cái việc mà cây cải của mình nó bị sâu thì nó rất là hạn chế. Cũng như là cách tưới phân các bạn, thì riêng cái phần tưới tưới phân á, thì khi mà cây cải của mình các bạn là nó tầm đâu khoảng 15 ngày các bạn, là khoảng nửa tháng đó, thì chúng ta có thể là ngâm cái phân DAP để mình tưới cho nó. Thì cái liều lượng nó như thế này. Ví dụ như các bạn ngâm là 10 kg DAP đi, thì chúng ta phải pha với là 30 lít nước cho nó hòa tan ra, xong đó chúng ta sẽ lấy 100 cc của phân DAP các bạn, rồi chúng ta pha với là 10 lít nước, rồi chúng ta tưới mỏng qua. Chúng ta dùng cái thùng dội các bạn, chúng ta tưới mỏng qua thì cái cây cải thìa mình nó phát triển cực kỳ là tốt luôn. Chúng ta không cần phải là đi phân những cái loại, những cái dòng phân cao cao cấp như ví dụ như 20 15 các bạn. Các bạn mà đầu tư nhiều quá là các bạn lỗ nha các bạn ha. Giá cải thìa nó lên xuống nó thất thường các bạn, có lúc thì nó rất là khá, có lúc thì nó rất là rẻ, tại vì nó dễ, nó rất là dễ trồng các bạn, chủ yếu là bạn phòng cái bọ trĩ cho nó cũng như rầy này nọ các bạn, và tưới phân mình chỉ tưới DAP thôi, và mình đặc biệt ở đây là mình tưới mỏng thôi. Quan trọng là cái lúc mà mình làm đất các bạn, thì các bạn nên bón lót cho nó. Thì bón lót cho nó thì các bạn nên bón cái phân chuồng quay một với cái lân các bạn trộn lại với nhau, rồi chúng ta phủ một lớp mỏng lên nó, rồi rồi chúng ta trồng thôi, thì nó sẽ rất là hiệu quả và chúng ta sẽ không có tốn cái chi phí nhiều đó. Thì cái lân á, thì nó sẽ làm giảm đi cái độ pH của đất các bạn, giúp cho cái cây cải thìa của mình nó tốt. Và đặc biệt ở đây á, thì quan trọng là chúng ta phải tưới nước đều, tuy rằng là mùa nắng nhưng mà mình cũng phải là cái đảm bảo cái lượng nước cho nó. Sáng mình tưới một lần và chiều mình tưới một lần nha nha các bạn ha, và hạn chế là chúng ta tưới buổi trưa. Nếu như chúng ta tưới buổi trưa các bạn, tại vì lúc trời nắng nóng các bạn mà cái bộ rễ nó đang yếu các bạn, mà các bạn tưới cái nước xuống mà nó nóng nữa thì nó rất là cây của mình nó rất là khó phát triển nha mọi người ha. Đó, ở đây là mình chia sẻ cho các bạn vậy. Rồi để quay tổng quan cho cái vườn cải thìa một cái nữa là mình sẽ kết thúc cái video này nha mọi người ha. Cái này hồi nãy giờ cũng chủ yếu là trả lời cho các bạn một số câu hỏi. Là các bạn hỏi mình là thời gian thu hoạch là bao lâu á, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là 30 ngày các bạn. Cũng như là cái thời điểm thì các bạn có thể là trồng quanh năm. Nó là vậy nha. Rồi còn những thuốc xịt sâu này nọ thì các bạn có thể xịt những thuốc sinh học là nó rất là hiệu quả luôn, áp dụng trên các loại cải luôn chứ không không riêng gì cây cải thìa nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.